Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, thay vì chương trình đọc tin hôm nay thì hôm nay cũng là những ngày cuối năm và sắp tới đây vào khoảng 4 ngày nữa thì cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ coi như là cũng được bắt đầu bằng cái caucus ở tiểu bang Iowa vào ngày 3 tháng giêng tới đây, để quyết định xem hoặc là để biết xem ai là có khả năng đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào chức tổng thống vào năm 2012. Vì thế hôm nay chúng tôi mời nhà báo Hà Tường Cát, là trưởng ban tin tức của nhật báo Người Việt, lên để chúng ta nói về chuyện này. Xin chào anh Hà Tường Cát. Bây giờ câu hỏi đầu tiên với anh là cái caucus ở Iowa với lại cái primary, tức là gọi là sơ bộ ở bên New Hampshire, nó khác nhau như thế nào? Caucus là một cái cuộc bầu cử, nói cho đúng là một cuộc bầu cử có tính chất nội bộ, nội bộ ở trong đảng, nhưng mà đây đó là giữa những cử tri đảng viên Cộng Hòa. Họ sẽ được tập trung lại một chỗ chứ không phải là bỏ phiếu, không đến thùng phiếu bỏ phiếu, mà họ sẽ tập trung tại một số địa điểm, riêng ở Iowa là hơn 1.000 địa điểm. Tại những địa điểm đó thì họ sẽ biểu quyết, và trước khi biểu quyết đó thì sẽ có những người bênh vực những ứng cử viên nào, giới thiệu các ứng cử viên và vận động, rồi sau đó những cử tri sẽ biểu quyết là chọn ứng cử viên nào. Và tổng cộng cái số thắng cử ở trong các cái đơn vị, các cái đơn vị tập trung đó đó sẽ thành ra kết quả của cái cuộc bầu cử cho từng cao chi. Vâng, còn cái primary ở bên New Hampshire là sao? Còn primary đó, thì nó giống hệt như là cuộc bầu cử bình thường, tức là cử tri đến phòng có lá phiếu bỏ phiếu, hoặc là bỏ phiếu bằng tay, lá phiếu hoặc là bằng máy. Vâng. Chúng ta biết hiện nay về phía Đảng Cộng Hòa đó có tới 5 ứng cử viên gọi là sáng giá nhất hiện nay, là ví dụ như Mitt Romney là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông Newt Gingrich là cựu chủ tịch Hạ viện của Mỹ, ông Ron Paul là dân biểu liên bang đương nhiệm của Mỹ mà đại diện tiểu bang Texas, cựu thượng nghị sĩ liên bang Mỹ đại diện tiểu bang Pennsylvania là ông Rick Santorum, cũng như là ông người thứ năm đó là ông thống đốc tiểu bang Texas là ông Rick Perry, và một người phụ nữ thứ sáu đó là dân biểu liên bang hiện tại của tiểu bang Minnesota, đó là nữ dân biểu Michelle Bachmann. Và tới ngày thứ ba này ở tại Iowa họ sẽ có cái caucus để chọn xem ai là người gọi là được chấp thuận nhiều nhất. Trong 6 người này thưa anh, 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ này, cho đến giờ phút này theo những cái gọi là thăm dò dư luận, là ai đang dẫn đầu và cái cuộc bầu cử ở caucus ở Iowa nó quan trọng như thế nào mà những ngày qua báo chí họ chú trọng nhiều đến như vậy? Trong năm nay cái cuộc bầu cử Iowa, cái caucus đó được tất cả dư luận đánh giá là một cái kỳ bầu cử rất là bất thường, bởi vì cho đến giờ phút chót đó người ta chưa thể nào dự đoán là ai sẽ là người thắng. Ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng Iowa nó chỉ có 28 đại diện để tham gia cái đại hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa vào cuối tháng 8. 28 nghe là chỉ bằng có 1% đó. Thì như vậy cái kết quả nó không phải là cái điều quan trọng đứng về con số. Nhưng tuy nhiên đây là cái kỳ bầu cử đầu tiên, trước hết nó về ảnh hưởng tâm lý, thì cái cuộc bầu cử đầu tiên nó sẽ cho thấy rằng cái ông nào mà có thể thắng, cho nên là thắng đây chưa có nghĩa là dẫn đầu. Anh không nói bà cái đó thì ông bà nào thắng. Vâng. Ông bà nào thắng đó thì không những là ảnh hưởng về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng về các cái kết quả về sau, thí dụ như là quyên tiền, như là nó tạo một cái động lực cho những cái kỳ bầu cử sau. Vì vậy ở đây đó người ta chú ý đến cái chuyện là ứng cử viên nào sẽ đạt một cái kết quả khá, chứ không phải là ứng cử viên nào dẫn đầu, chưa hẳn là ứng cử viên dẫn đầu, bởi vì không phải là dẫn đầu mà nó có kết quả nhiều. Có nghĩa là anh có thể dẫn đầu ở cái caucus này nhưng mà anh có thể thua cái primary khác. Mà tuy nhiên đó, không thắng, mà nếu mà bại quá đó, thì bị coi như là không còn hy vọng nữa. Còn hy vọng nữa. Do đó tất cả mọi ứng cử viên đều cố gắng để mà đạt được một cái kết quả coi như là tương đối, chứ nếu không thì họ sẽ không còn cái triển vọng trong những kỳ bầu cử sau. Vâng. Như tôi nói, 6 ứng cử viên đó, 5 người đàn ông, 1 người phụ nữ. Theo dõi tin tức tới ngày hôm nay đó,
Mặc dù anh nói rằng chưa biết là ai thắng, nhưng mà qua những cái thăm dò dư luận nó theo nhanh đến giờ phút này, ai đang là người dẫn đầu và tại sao? Vâng, cho đến bây giờ đó thì cái người mà được coi là theo thăm dò dư luận ngày hôm qua, hôm kia và hôm nay nó khác nhau. Vâng, đấy mình nói đến hôm nay. Trong 2-3 ngày vừa rồi đó, thì Ron Paul đó, vâng, là một người được coi như là dẫn đầu. Trong khi đó thì ông Santorum bất ngờ, vâng, Rick Santorum bất ngờ vượt lên. Thì cái chuyện mà vượt lên của ông ta đó, người ta đánh giá là bởi vì ông ấy là người mà ít nổi nhất kể từ đầu cuộc tranh cử đến giờ. Và ông ta đã dành thời giờ nhiều nhất để mà đến Iowa. Và ông ta đi tất cả 99 cái county ở Iowa, ông ta đều đến vận động. Trong khi các ứng cử viên khác thì không làm được như vậy. Do đó ngày hôm nay đấy, thì cái thăm dò cho biết là ông Santorum có thể là người dẫn đầu trong cái thăm dò dư luận. Nhưng mà trong khi đó thì ông Romney đấy, ông thống đốc Massachusetts, cựu thống đốc Massachusetts, ông đó vẫn tỏ ra rất là vững vàng, bởi vì từ đầu đến giờ thì người ta vẫn tin rằng Romney rồi sẽ là người có thể thắng được. Thì ông ấy vững vàng ở cái chỗ không phải là tin là mình sẽ là người dẫn đầu. Có thể miệng ông ta nói ra là tôi chắc chắn sẽ dẫn đầu, nhưng có thể trong bụng ông ta nghĩ khác. Và ông ta chỉ cần một điều như hồi nãy tôi vừa mới nói, tức là làm sao chứng tỏ là mình đạt được một kết quả khá. Và trong trường hợp đó, tôi nghĩ là ông Romney chắc là đạt được yêu cầu, tức là đạt được một kết quả khá. Chúng ta nói đến 6 người hiện nay sẽ tranh ở tại tiểu bang Iowa trong cái caucus đó. Nhưng mà còn một nhân vật số 7 là ông John Huntsman, cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông này là người cũng ở Utah, nhưng mà kỳ này ông lại không ra Iowa mà ông lại tập trung ở New Hampshire. Tại sao ông này ông coi thường Iowa thế mà ông tập trung ở New Hampshire là sao anh? Tôi không nghĩ rằng ông Huntsman ông ấy coi thường cái Iowa. Nhưng mà Iowa đó là một cái tiểu bang cử tri đó, tâm lý cử tri đó nặng là về bảo thủ. Vâng. Và ông Huntsman không phải là một người mà được coi là một người bảo thủ vững chắc hay là đầy đủ. Vâng. Gọi là bảo thủ đầy đủ. Do đó ông Huntsman ông nghĩ rằng mình sẽ không đạt được kết quả ở Iowa bao nhiêu, do đó thà rằng bỏ nó đi. Vâng. Thay vì mình đến ra đó để mà đứng hàng chót, vâng, thì không nên. Và tốn kém tiền bạc. Vâng, tốn tiền bạc đó. Cho nên ông ta dồn cái nỗ lực vào cái New Hampshire. New Hampshire. Và New Hampshire tuy là cuộc bầu cử thứ nhì, nhưng mà vẫn được dư luận đánh giá như là cuộc bầu cử thứ nhất. Là bởi vì đó là cuộc cái primary đầu tiên. Vâng. Trong những ứng cử viên hiện nay ở Iowa đó thì tôi được biết đó là ông thống đốc Texas Rick Perry là xài tiền nhiều nhất trong vấn đề quảng cáo đó. Vâng. Rồi đến ông Newt Gingrich, ông Ron Paul, nhưng mà cái ông mà Mitt Romney đó, cựu thống đốc của Massachusetts đó, thì tin tức cho biết là ông chi tiền cho Iowa cũng nhiều nhưng mà ông không tập trung vào New Hampshire. Mà ông này ngày xưa là thống đốc của tiểu bang Massachusetts, là kế tiểu bang New Hampshire. Và ông cũng không chú ý nhiều New Hampshire, nhưng mà người ta dự đoán là ông sẽ thắng ở New Hampshire. Tại sao tập trung nhiều Iowa mà ông không tập trung ở New Hampshire, mà ông biết là ông vẫn sẽ thắng ở New Hampshire là tại sao anh? Chúng ta nên nhớ rằng ông Mitt Romney đó, ngay từ ngày đầu bắt đầu loan báo chính thức tranh cử, ông ta đã có mặt ở New Hampshire rồi. Vâng. Điều đó có nghĩa là ông ta đã là người đầu tiên vận động ở New Hampshire, và ông ta có nhiều cái hy vọng là thắng ở New Hampshire. Tại sao? Bởi vì khi mà ông ta làm thống đốc ở tiểu bang Massachusetts ngay bên cạnh, vâng, New Hampshire, thì cái tiếng tăm cũng như những cái thành tích của ông ta chắc chắn là được cử tri New Hampshire coi như là kế bên hàng xóm, là thể nào cũng biết, thì biết rất nhiều rồi. Và do đó đó, ông ta cái có một giai đoạn ông ta đã coi như không có chú trọng nhiều lắm đến, vâng, Iowa. Vì vậy đến cái giai đoạn chót này, có lẽ là ông ta thấy là cái ban vận động tranh cử của ông ta cảm thấy rằng ở Iowa khá nguy hiểm nếu như không đạt một cái kết quả khá. Vâng. Vì vậy cho nên đã trong những thời gian cuối cùng, ông Mitt Romney đã tập trung đến Iowa rất nhiều cái nỗ lực tranh cử của mình. Vâng. Về ứng cử viên Newt Gingrich, một người từng là chủ tịch hạ viện của Mỹ, ông này cũng rất nổi tiếng trong thập niên 90, đã từng giúp cho Đảng Cộng Hòa chiếm lại cái quyền kiểm soát hạ viện mà sau 40 năm do Dân Chủ kiểm soát.
và có một thời gian ông cũng yên nắng, bây giờ ông trở lại ông nổi. Và trước cái ngày Iowa này đồng tuần lễ ông nổi lắm, là một số cái thăm dò dư luận ông lên cao lắm, nhưng mà mấy ngày vừa qua tự nhiên bị sụt xuống. Là vì sao vậy anh, ở Iowa tự nhiên ông bị sụt xuống? Ông Gingrich đúng như anh Dũng vừa mới nói, là người đó có công để mà giành lại cái hạ viện cho Đảng Cộng Hòa sau mấy chục năm đó, và 40 năm trong cái kỳ bầu cử năm 1992. Thế nhưng mà ông Newt Gingrich trong cái giai đoạn đầu của cuộc tranh cử năm nay đó, thì ông ta tình trạng của ông ta rất là lủng củng, kể cả cái ban vận động của ông ta cũng đã bỏ đi, và người ta coi như là ông ta không có hy vọng bao nhiêu. Có thể là một ngôi sao, nhưng mà ngôi sao lâu quá rồi, thành ra nó không còn sáng lắm nữa. Nhưng tuy nhiên cách đây chừng độ hơn một tháng thì ông ta bắt đầu nổi lên. Và ông ta nổi lên, nhưng mà sau đó thì có hai yếu tố, cái điều mà anh Dũng vừa mới đặt câu hỏi, có hai yếu tố khiến cho ông ta không còn đã đi xuống bớt. Thứ nhất đó, là trước cái sự công kích của các đối thủ, và ông ta cái lập trường của ông ta không được mọi người là tin tưởng, những cử tri Iowa không nghi ngờ cái lập trường của Gingrich, không có bảo thủ như là mình mong muốn. Cái điều thứ nhì đó là trong cái cuộc tranh cử này đó, thì các ứng cử viên bên Đảng Cộng Hòa khi lên khi xuống là rất là bất thường. Và ông nào cũng đã từng có lúc lên rồi lại xuống, rồi lên rồi lại xuống. Trong số đó chúng ta phải nên nhớ là Rick Perry trong giai đoạn đầu mới ra thì có mọi người tưởng chừng như ông ta là một ngôi sao sáng. Thế nhưng mà dù ông ta vấp váp mấy cái và lại tụt xuống. Ông Ron Paul thì là người đã từng tranh cử tổng thống lần trước, và lần trước ông ta cũng mờ nhạt. Lần này mọi người cũng nghĩ là ông ta mờ nhạt, thế nhưng mà rồi ông ta lại bất ngờ lại lên ở Iowa. Rồi Mitt Romney cũng vậy. Và như hồi nãy chúng ta vừa nói ông Santorum đấy. Thì tóm tắt lại đó, là cái tình trạng mà lên xuống của các ứng cử viên, đó là một cái đặc điểm của cái cuộc tranh cử giữa các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa năm nay. Và đặc biệt điều đó nó thể hiện rõ ở Iowa. Và vì vậy Iowa sẽ là một cái nơi có tính cách quyết định rất lớn, ít nhất là về mặt tâm lý, cho cái cuộc tranh cử bên phía Đảng Cộng Hòa. Câu hỏi cuối, qua các ứng cử viên này và từ giờ tới ngày 3 tây tháng giêng này, cái caucus ở Iowa, và qua những tin tức anh biết được và cái kinh nghiệm mà anh nhận xét, ai sẽ là người cuối cùng thắng cái cuộc bầu cử của phía Đảng Cộng Hòa này để mà đại diện ra đấu ông Obama vào năm tới? Chúng ta không có làm thầy bói, nhưng mà tuy nhiên nếu căn cứ vào tất cả những cái chuyện như hồi nãy chúng ta vừa nói, người khi lên khi xuống bất bình thường như vậy đó, thì chúng ta có thể tạm kết luận, và đây là ý kiến của tôi cho là Mitt Romney cuối cùng sẽ là người thắng trong toàn bộ cái giai đoạn tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, và cuối cùng sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa ra đấu với Obama, đúng không? Ông ta thắng tức là ông ta sẽ là đại diện chính thức của Đảng Cộng Hòa. Còn chuyện ông Romney có thắng Obama hay không lại là chuyện khác. Cảm ơn nhà báo Hà Đình Cát rất nhiều, rất tiếc tôi không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị, nhân dịp cuối năm thay mặt Người Việt TV xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Em vô cái trang mvepages.com hay là thương mại đó đây.com để tìm dễ hơn. Cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ, cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.